Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm. Anh Phạm Hữu Khoan ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình làm giàu từ nghề thủ công truyền thống. Một nữ hộ sinh ở trung tâm y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương hiến máu trực tiếp tại phòng mổ, góp phần cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung. Hiệu quả kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Thành phố Nam Định phát triển các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Sau đây là nội dung chương trình. Những năm gần đây, nhiều hộ dân của xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phát triển kinh tế trang trại, nhiều mô hình cho thu lãi trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Toàn xã Quang Hưng hiện có hơn 100 trang trại, trong đó 10 mô hình kinh tế cho doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu là mô hình nuôi thả thủy sản của ông Lưu Văn Dũng ở thôn Quang Xá cho doanh thu trên 5 tỷ đồng một năm. Mô hình VAC của ông Vũ Hồng Ngân ở thôn Thọ Lão cho thu từ 1 đến 2 tỷ đồng một năm. Mô hình thả cá và nuôi vịt của ông Hà Huy Thư thôn Quang Xá cho thu trên 1 tỷ đồng một năm. Các mô hình trang trại đã liên kết với nhau, thành lập hai hợp tác xã kiểu mới là Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát và Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Hưng Thịnh, cùng nhau mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 1 hectare đất nông nghiệp chuyển đổi, nhưng gia đình anh Lê Đình Hoán ở thôn Quột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã biết khai thác và sử dụng rất hiệu quả bằng việc hình thành trang trại VAC. Khu chuyển đổi này vốn là vùng đất trũng của xã Việt Hùng. Năm 2003, nhờ chủ trương chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản và làm kinh tế VSC, anh Hoán xin dồn toàn bộ gần 3 mẫu đất nông nghiệp của gia đình và người thân về đây để thực hiện mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp. Vốn là người rất am hiểu về kỹ thuật trồng cây cảnh, anh Hoán đã đầu tư chuyên sâu vào các loại cây thế có giá trị. Để lấy ngắn nuôi dài, toàn bộ diện tích vườn anh trồng đào thế và đào cành để phục vụ bán, cho thuê trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện khoảng 1,5 mẫu vườn, anh trồng 400 đến 500 gốc đào, trong đó khoảng hơn 100 gốc đào thế, 100 cây bưởi da xanh, 1,2 mẫu ao chuyên nuôi cá chép thịt. Hạch toán mỗi năm, gia đình anh thu khoảng 200 triệu đồng tiền cá, hơn 200 triệu đồng từ đào và cây cảnh. Trừ chi phí mỗi năm, 1 hectare ruộng chuyển đổi của gia đình anh cũng cho thu khoảng hơn 300 triệu đồng. Vụ đông năm 2018-2019, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có kế hoạch gieo trồng trên 1.400 ha cây màu các loại. Trong đó, cây trồng trên đất hai lúa là hơn 1.000 ha, với các cây chủ lực như đậu tương, ngô, bí xanh và bí đỏ. Vụ đông này, huyện Duy Tiên chỉ đạo xây dựng mô hình 10 ha bí đỏ liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại xã Tiên Ngoại và Yên Bắc, đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Để thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Duy Tiên sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện về cơ chế hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, tập trung hướng dẫn các xã thực hiện sản xuất nông nghiệp theo đúng vùng quy hoạch, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp được giao. Là một trong những địa phương ven biển có hệ thống ao hồ sông ngòi dày đặc, hoạt động nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Trong đó, nhiều mô hình hợp tác xã nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đã sản xuất hiệu quả, thu hút đông đảo các hộ tham gia. Đầu tháng 8 năm nay, Hợp tác xã Thủy sản Hải Điền ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu đã được thành lập với 7 thành viên, diện tích nuôi thả trên 8 hectare. Sau gần 2 tháng hoạt động, đã có thêm 6 thành viên tự nguyện tham gia hợp tác xã, nâng tổng số diện tích nuôi trồng thủy sản của hợp tác xã lên 14 hectare. Với nhiều đối tượng con nuôi có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song. Với tư cách là đại diện tập thể cho các thành viên, Hợp tác xã Thủy sản Hải Điền đóng vai trò cầu nối giúp các thành viên có điều kiện tiếp cận với những chính sách hỗ trợ, vừa chủ động nguồn cung con giống, vừa bảo đảm cung cấp thức ăn công nghiệp cho các thành viên, tạo điều kiện để các thành viên thường xuyên được tham quan thực tế và tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật. Nhờ vậy, tư duy sản xuất của các thành viên hợp tác xã đã có chuyển biến tích cực. Với sự kiên trì không ngại khó ngại khổ, anh Phạm Hữu Khoan ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về quê lập nghiệp với nghề thủ công mỹ nghệ, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động của địa phương. Là thợ cơ khí có tay nghề cao, mức lương của anh Phạm Hữu Khoan cũng khá ổn định. Song nhận thấy ở quê, ngoài hai vụ lúa, bà con trong xã có nhiều thời gian nông nhàn.
cùng với ước muốn lập nghiệp ngay tại quê nhà, đã thôi thúc anh Khoan trở về quê, làm nên cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Thì cũng thấy được những cái đơn vị, những cái tỉnh thành khác thì bà con có những cái nghề phụ rất là phù hợp với lại cái lao động nông nghiệp, lúc nông nhàn. Qua những cái suy nghĩ như vậy thì mình cũng chăn trở, sau một thời gian tìm hiểu thì mình cũng đã tìm tòi được một cái nghề, là nghề mây che đan xuất khẩu. Ban đầu cơ sở sản xuất của anh Khoan gặp không ít khó khăn, người lao động chưa có tay nghề, sản phẩm làm ra không đạt yêu cầu. Anh Khoan phải thuê người về hướng dẫn. Sau thời gian đào tạo nghề, anh bán nguyên liệu cho bà con mang về nhà làm, rồi thu mua sản phẩm. Bên cạnh đó, anh đi khắp nơi giới thiệu các mặt hàng, không ngừng cải tiến mẫu mã để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay đã được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng. Muốn mà làm được một cái sản phẩm đẹp, hoàn thiện ấy, thì mình cũng phải tuyển chọn ngay từ đầu khâu nguyên liệu. Nguyên liệu nhất là phải đạt chất lượng về độ sáng, bóng, màu sắc đều. Khô đan thì khoảng cách giữa các cái mắt mây là phải tuân thủ đúng. Nếu bà con mà đan thưa ra thì cái chất lượng hàng nó xấu đi. Mình làm ở đến mức lương trung bình là từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Thế rồi tranh thủ những lúc nông nhàn sau Tết ạ. Thế thì khi mà có việc làm thêm thì có thêm thu nhập thì đời sống nó cũng nâng lên. Mạnh dạn đưa nghề mới về làng, anh Phạm Hữu Khoan đã giúp nhiều người dân có việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nghĩa cử hiến một đơn vị máu trong khi đang tham gia cùng kíp mổ cấp cứu cho sản phụ của nữ hộ sinh đang công tác tại khoa sản Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã góp phần quan trọng cứu sống mẹ con sản phụ. Bởi đây là trường hợp rất hiếm gặp khi sản phụ có triệu chứng vỡ tử cung trong tình trạng thiếu máu, rất dễ gây tử vong cho cả mẹ và con. Sản phụ Vũ Thị Hồng Duyên ở thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang nhập viện lúc 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 để sinh con lần thứ ba. Từ khi nhập viện, sản phụ được theo dõi sinh thường, nhưng đến 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 có các biểu hiện bất thường với các cơn co mạch dồn dập, đầu cháu bé không lọt, nguy cơ vỡ tử cung trong tình trạng thiếu máu. Tiến hành hội chẩn gấp, kíp trực tiến hành phẫu thuật lấy thai kết hợp truyền máu cho bệnh nhân. Do sản phụ cần truyền máu gấp, nữ hộ sinh Vũ Thị Thu Trang đã hiến máu giúp cho ca mổ thực hiện thành công. Bé gái chào đời an toàn, nặng 4kg. Sức khỏe của sản phụ tiến triển tốt, dự kiến sau một tuần điều trị sẽ được xuất viện. Hàng năm dịch sởi bùng phát mạnh vào mùa đông xuân. Nhưng năm nay, tại thời điểm này vẫn đang xuất hiện nhiều trường hợp mắc sởi tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Bình. Phần lớn trẻ mắc sởi dưới 5 tuổi, trong đó có tới hơn 83% số trẻ không được tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng vaccine sởi. So với cùng kỳ năm 2017, tình hình dịch sởi năm nay đang có chiều hướng gia tăng và sớm hơn. Bệnh sởi có nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm giác mạc, viêm tai giữa, viêm màng não có thể gây nguy hiểm nếu không được chăm sóc điều trị đúng cách, đặc biệt là ở trẻ nhỏ dưới 9 tháng, người suy giảm miễn dịch hoặc có những bệnh mãn tính khác. Vì vậy, khi trẻ nghi bị mắc sởi, các bậc phụ huynh nên đưa đến cơ sở y tế để khám và tư vấn. Trẻ mắc sởi nên được cách ly, chăm sóc theo dõi tại nhà để tránh lây nhiễm chéo và lây lan trong cộng đồng. Chỉ nên nhập viện khi có biến chứng như viêm phổi, viêm giác mạc, viêm màng não. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Mới đây, khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng thành công kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống cổ, cột sống thắt lưng, một kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay để nhanh chóng trả lại cuộc sống sinh lý cho người bị thoát vị địa đệm. Mỗi ngày, khoa thần kinh đã thực hiện kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống cổ, cột sống thắt lưng cho từ 4 đến 6 bệnh nhân. Kỹ thuật này được khoa đưa vào ứng dụng cách đây mới gần 1 năm. Đây là kỹ thuật mới, hiện đại nhất mà khoa được đội ngũ giáo sư, tiến sĩ từ Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ chuyển giao theo hai hình thức là học tập trung và cầm tay chỉ việc. Vì vậy, đã giúp cho đội ngũ bác sĩ của khoa tiếp cận kỹ thuật tiên tiến này rất nhanh. Đã có 5 bác sĩ của khoa thực hiện thành thạo kỹ thuật này. Sau khi được đào tạo ở trên tuyến trên về, thì hiện tại thì tôi đã làm tương đối tốt.
về cái kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống thắt lưng và đang bước đầu triển khai cái kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống cổ. Vì kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng cột sống cổ thì nó khó hơn một chút, nó đòi hỏi bác sĩ phải cái kiến thức chuyên môn rất vững. Trong cái thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục đi học tập trình độ cao hơn nữa để ứng dụng nhiều các kỹ thuật về trong điều trị tại khoa hơn nữa. Việc đưa vào ứng dụng thành công kỹ thuật mới tiêm ngoài màng cứng cột sống cổ, cột sống thắt lưng cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm được đánh giá là bước đột phá của khoa thần kinh. Trên 90% số bệnh nhân sau khi thực hiện phương pháp tiêm ngoài màng cứng chữa thoát vị đĩa đệm tại khoa đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trên 80% số người bệnh chấm dứt được hiện tượng co cứng cơ rãnh cột sống và không bị lệch hay vẹo như trước kia. Kỹ thuật thì tương đối là khó, cũng là thuốc kháng viêm bình thường thôi, nhưng chúng tôi hay dùng cái mặt loại hạt rất nhỏ, ít cái tập đưa cái thuốc này ngay vào cái vị trí của dây thần kinh bị tổn thương. Chính vì thế mà nó cho hiệu quả rất là cao. So với con đường mà tiêm toàn thân thì phương pháp này rất là hữu hiệu. Vì sao? Một là số lần chúng tôi tiêm ít đi. Hai nữa là bệnh nhân đỡ đau đớn hơn. Mà đặc biệt nữa là cái tác dụng phụ của thuốc nó giảm đi rất nhiều. Ứng dụng phương pháp này sẽ giảm bớt thời gian nằm viện. Bệnh nhân có thể phục hồi nhanh hơn so với những phương pháp chữa trị thoát vị đĩa đệm cũ, chi phí điều trị lại ít tốn kém, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Nhằm nâng cao hiệu quả, việc quản lý an toàn thực phẩm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra lấy mẫu sau tại vùng sản xuất lớn do đơn vị quản lý. Đoàn tiến hành kiểm tra lấy mẫu tại 3 cơ sở sản xuất rau an toàn ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương và xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà. 4 cơ sở là đại lý cấp 1 kinh doanh phân bón và 60 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, phân tích, kiểm nghiệm nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, đánh giá kiến thức kỹ năng, áp dụng quy trình kỹ thuật và tiến bộ kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh của nông dân. Hỗ trợ thông tin cho cơ sở sản xuất, cho doanh nghiệp kinh doanh trong phát triển thương hiệu và lòng tin người tiêu dùng khi tiêu thụ sản phẩm. Kết quả, đa số đều chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm, không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trên rau lấy mẫu tại thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, Thái Bình là tỉnh có diện tích trồng rau lớn, khoảng 36.000 ha, nhưng chưa có diện tích rau được chứng nhận theo VietGAP. Tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Lý Nhân khởi công và trao tiền hỗ trợ xây dựng căn nhà khép kín cho nạn nhân thế hệ thứ hai không tự chủ trong sinh hoạt phải ở biệt lập. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà khép kín cho nạn nhân chất độc da cam dioxin thế hệ thứ hai không tự chủ trong sinh hoạt trên địa bàn xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân. Ông Nguyễn Trọng Trung là người tham gia hoạt động kháng chiến tại chiến trường Quảng Trị, bị nhiễm chất độc da cam. Ông có hai người con bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong ngôi nhà tạm bợ. Cảm thông chia sẻ trước hoàn cảnh của gia đình, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà khép kín phục vụ con của nạn nhân không tự chủ trong sinh hoạt. Trong đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân hỗ trợ 15 triệu đồng. Ngôi nhà được thiết kế xây dựng hơn 40 mét vuông, dự kiến đến đầu tháng 11 năm 2018 khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là một nguồn động viên chia sẻ nhằm khích lệ tinh thần gia đình hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhằm biểu dương các em đạt thành tích cao trong học tập, các thầy cô giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp trồng người, Hội khuyến học huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình vừa phát thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh và trao học bổng Đinh Bộ Lĩnh, học bổng Phú Mỹ Hưng năm học 2017-2018. Năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Gia Viễn tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo năng lực học sinh, áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác xây dựng trường chuẩn được quan tâm, đã có 38 trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn giai đoạn 1, trong đó có 15 trường đạt chuẩn giai đoạn 2, có 16 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Hội khuyến học huyện Gia Viễn đã phát thưởng cho 8 thầy cô giáo và 61 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Thành phố Nam Định hiện có 4 trường mầm non tư thục và 84 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Thời gian qua, các cơ sở mầm non tư thục đã góp phần giảm tải cho các trường mầm non công lập. Và đây cũng là cơ sở nhận trẻ ở nhiều lứa tuổi đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh.
Trong 4 trường mầm non tư thục có 8 nhóm nhà trẻ và 29 lớp mẫu giáo, thu hút 1.287 cháu đến lớp, trong đó có 263 trẻ nhà trẻ và 1.051 trẻ mẫu giáo. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường mầm non tư thục là 111 người, trong đó có 78 giáo viên, 28 nhân viên và 5 cán bộ quản lý. Trong số 84 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có 58 cơ sở đã được cấp phép, còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện xin phép thành lập. Phần lớn các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép hoạt động, có cơ sở vật chất tương đối khang trang, đảm bảo an toàn, có hệ thống hồ sơ sổ sách tương đối đầy đủ, có kế hoạch giảng dạy và thực hiện trang trí lớp, xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ phù hợp với trẻ mầm non. Đồng thời tổ chức nấu ăn cho trẻ theo thực đơn, thực hiện lưu mẫu thức ăn và có theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong các lớp, nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục ở thành phố Nam Định đã được nâng cao, góp phần giải tỏa áp lực cho các trường công lập trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xử lý được 83 trường hợp có đất dôi dư, là một trong những địa phương dẫn đầu trong công tác xử lý đất dôi dư toàn tỉnh. Tổng diện tích đất dôi dư huyện Yên Mỹ đã lập hồ sơ là hơn 11.000 m2 với 120 trường hợp, đã tiến hành xử lý cho 83 hộ và thu được hơn 8 tỷ đồng từ đất dôi dư. Trong đó, thị trấn Yên Mỹ xử lý được nhiều nhất 14 trường hợp, thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Xã Sai Phạm xử lý được 12 trường hợp, thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Xã Tân Việt 10 trường hợp, thu về gần 1,4 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, huyện Yên Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích mà người dân được hưởng từ xử lý đất dôi dư. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam đã tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các tổ chức cá nhân, chủ phương tiện vi phạm các quy định của luật giao thông. Thanh tra Giao thông tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố kiểm tra 8 bến đò chở khách qua sông và 2 cầu phao trên các tuyến sông thuộc địa bàn, yêu cầu đình chỉ 6 bến đò, 5 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, 1 bến đò không giấy tờ hoạt động. Lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm đấu nối, xây dựng công trình, san lấp trái phép, lập biên bản làm việc đối với 42 tổ chức cá nhân, yêu cầu dừng thi công, khôi phục lại tình trạng ban đầu và làm các thủ tục cấp phép theo quy định. Thanh tra Giao thông tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 380 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn 90 trường hợp, tước 7 giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải còn tích cực phối hợp với đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã liên quan, xử lý giải tỏa vi phạm lòng lề đường, giải tỏa các điểm họp chợ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại một số điểm tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra tình trạng xe ô tô đón trả khách ngay tại lòng đường, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt, nhưng tình trạng đón trả khách vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày. Được thông xe từ đầu năm 2016 với khoảng 20 km tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có lưu lượng lớn các phương tiện vận tải lưu thông hàng ngày, đặc biệt tại các điểm nút giao với các khu công nghiệp như V-Ship, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, khu công nghiệp Tiên Sơn. Tuy nhiên, tình trạng xe khách tạt vào lề đường, dừng đón trả và bắt khách sai quy định diễn ra thường xuyên. Thậm chí có một số người dân tranh thủ cơ hội các xe đón trả khách trên cao tốc, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để mở quán nước, quán sửa chữa xe, xe ôm, phục vụ khách chở xe. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt gần 8.200 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử lý gần 900 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông với các hành vi vi phạm chủ yếu như dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng xe gầm cầu vượt, không đóng cửa khi lên xe xuống xe, chở quá số khách quy định. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt để hạn chế, thậm chí là xóa bỏ tình trạng báo động trên. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.